xin chào quý cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn. Rất vui được gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh tại thủ đô Hà Nội. Bây giờ 16 giờ ngày thứ 6, mùng 5 tháng 5 năm 2023 quý vị và các bạn. Em Việt, cháu Việt đang ở trước cửa nhà hát lớn Hà Nội. Từ sáng tới giờ thủ đô Hà Nội nắng rực rỡ quý vị và các bạn. Nhiệt độ bây giờ rơi vào khoảng 38 độ C. Wow, quý vị và các bạn đi ra đường không mặc áo chống nắng, cảm giác khô da khô thịt quý vị và các bạn. Thỉnh thoảng có những cơn gió. Bớt đi cái nắng. Ngày nay và ngày mai thủ đô Hà Nội nắng nóng tăng cao quý vị và các bạn. Chiều nay chiều thứ 6 em Việt cháu Việt mời quý cô chú anh chị cùng em Việt cháu Việt đi một vòng trên tuyến phố Tràng Tiền qua tới phố đi bộ Hồ Gươm, cảm nhận không khí chuẩn bị cho các sự kiện bên Hồ Gươm cuối tuần. Vâng, quý cô chú anh chị và các bạn xem được những hình ảnh trên đường phố Hà Nội thì hãy tặng em Việt một like ạ. Và quý vị lần đầu tới kênh hãy đăng ký kênh ủng hộ em Việt. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Trên các tuyến phố và các du khách nước ngoài. Việt đang đi trên đường, cảm giác cái nóng hầm hập từ dưới mặt đường hắt lên quý vị và các bạn. Như quý vị và các bạn đây, bầu trời vẫn còn rực lửa. Vâng, em Việt cháu Việt đang ở trên đường phố Tràng Tiền rồi. Trên tuyến phố Tràng Tiền một số cửa hàng vẫn chưa có người kinh doanh. Các siêu mẫu đang được diễn những bộ trang phục rất bắt mắt. Như quý vị và các bạn thấy, người dân Hà Nội đây đang phải đội nắng để chờ xe buýt. Và trước màn hình là ngã tư Ngô Quyền và tuyến phố Tràng Tiền. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đã trở thành một trong những chiến công chói lọi như một bạch đằng, Thăng Long, Đống Đa. Các cửa hàng bán kem Tràng Tiền chiều nay được thấy nát đang có khách quý vị và các cà phê với bầu trời oi nóng vắng khách quý vị và các bạn. Vâng, và trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là ngã tư Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay cũng như tuyến phố Hàng Bài và tuyến phố Tràng Tiền. Ngay góc ngã tư là các bạn trẻ đang lại ghi lại những hình ảnh. Hình ảnh
Châu Việt mời quý cô chú anh chị em Việt Châu Việt đi tiếp. Vâng. Bên cạnh Hồ Gươm. Và cuối tuần này như quý vị và các bạn thấy ở đoạn trước tượng đài Lý Thái Tổ, cuối tuần này không có sự kiện gì. Tuần này nắng nóng nên như quý vị và các bạn thấy bên Hồ Gươm cũng vắng bóng người dân cũng như là các du khách. Trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là ngã ba Hàng Dâu và Đinh Tiên Hoàng. Như quý vị và các bạn thấy ở ngã ba phố Hàng Dâu và Đinh Tiên Hoàng vào cuối tuần này cũng có sự kiện. TP Bank tổ chức, quý vị và các bạn, giải thể thao vượt mọi giới hạn chào mừng sinh nhật TP Bank. Em Việt Cháu Việt nghĩ đi, diễn ra vào ngày mai và sáng chủ nhật. Và trước màn hình là những hình ảnh trước đền Ngọc Sơn. Wow, các du khách đang nối đuôi nhau tham quan đền Ngọc Sơn của mình và các bạn.
rực rỡ. Các cửa hàng kinh doanh đoạn này từ tuyến phố Đinh Tiên Hoàng đều mở cửa rồi. Việt Cháu Việt cảm ơn quý cô chú anh chị đã cùng em Việt Cháu Việt đi một vòng từ nhà hát lớn qua tới trước quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục để cảm nhận không khí chuẩn bị các sự kiện vào cuối tuần. Chúc quý cô chú và các bạn luôn tràn đầy niềm vui và dồi dào sức khỏe. Hẹn gặp lại quý cô chú và các bạn ở các clip tới của em Việt Cháu Việt. Bên hồ Gươm bằng các du khách của mình.